当天的苦，当天的惨败，在脑内循环。心中抑郁，心中的伤痕，谁让我去否吧？谁人夺去我平淡，才情愿不惜代价？谁害怕？哪来筹码？全也倒下。谁也共我对立，无人反感。我开昨天一切忘掉牵挂，如要十倍放慢，其他已一分可有可减。只有后悔在夜阑。大少，con lại đi làm công cho người ta chứ? Con muốn làm việc thì tới công ty của ba làm đi. Ba à, sao ba lại biết con đi làm? Ba là ba của con mà, chuyện gì ba cũng biết. Rảnh rỗi thì về nhà uống thêm vài chén canh đi, con coi con tàn tạ không. Làm việc thì làm việc, đừng cố sức quá, sức khỏe quan trọng hơn. À còn nữa, có phải con tối ngày lo cặp bồ, không có thời gian nghỉ ngơi không? Ba à, con không có cặp bồ, không có. Con không có. Con không có. Không à? Hả? Con gái của đồ Đông Hải này đẹp như vậy, lý nào không có ai theo đuổi chứ? Có không? Hả? Nói đi. À, tóm lại bây giờ chuyện còn chưa tới đâu. Tức là có rồi. Cậu thanh niên đó là ai vậy? Hả? Nói bà nghe đi, không chừng sau này cậu ta trở thành con rể của ba thì sao? Trời ơi, ba đừng có tò mò quá mà. Sự thật là vậy mà. Nè, Nhược Lan, bà nói nghiêm túc nha. Con cặp bồ với ai cũng không sao, nhưng nhất định không được quen tên lưu manh, làm ăn phi pháp không đáng tin đâu. Có biết không? Con biết rồi ba à. Hay là vậy, con xin thề sẽ không tìm người làm ăn phi pháp. Không được, phải thề độc. Con xin thề độc, nhất định phải tìm người cao to đẹp trai như ba vậy. Wow, thề độc như vậy mà con cũng dám nói sao? Khó tìm được người nào giống như ba chị lắm hả? Con nghĩ kỹ đi nha. Nè nè, xoa thêm vài cái đi. Dạ. Nè, nói gì thì nói nha, nói với tên rành đó không được hôn môi nha, dưới phần cổ ngoại trừ nắm tay không được động tới cái gì hết. Trên phần cổ thì được sao? Trên phần cổ không được. Ơi, con thiệt là. Jeez. Có được dạ, không? Dạ được lắm. Có tiến bộ không? Có chứ. À. Bây giờ quan hệ giữa anh và Đỗ Đông Hải tốt lắm rồi. Cũng vậy thôi, cũng là nhận tiền người ta, làm việc cho người ta thôi. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh, coi tôi là người ngoài sao? Trời, chị Tina, sao chị nghĩ tôi như vậy chứ? Chị đã giới thiệu ông đồ cho tôi làm quen, chị mới là chủ của tôi. Tại sao tôi cảm thấy giống như bị người ta đuổi việc vậy? Tôi nhớ rõ nhất, tôi là người của chị. Chị muốn nắm quyền lớn ở nhà họ Đồ, tôi cũng phải làm chút gì đó dành điểm cho chị chứ. Vậy bây giờ anh làm gì? Đang ăn tiền của hai đầu sao? Chị Tina, không lẽ có tiền cũng không thèm sao? Không lý nào chị lại bắt tôi đối đầu với tiền bạc, tội nghiệp vậy chứ. Tôi nói cho anh biết, anh và Đồ Đông Hải như thế nào cũng được, anh phải nhớ thân phận của anh, nếu không chỉ là được ai nấy đi thôi. Yên tâm đi, chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, tôi cũng muốn thuận buồm xuôi gió mà. Ê, uống vài hớp bia, nghỉ một lát đi. Sao hả? Mượn rượu giải sầu sao? Điên khùng, giải sầu gì chứ? Sao anh suy nghĩ tiêu cực vậy? Cậu mới tiêu cực, tôi tích cực vô cùng. Tôi còn tích cực hơn anh nữa. Chắc chắn sẽ tìm được sư phụ, ít ra cũng tìm được cái xác. Tôi không nghĩ sẽ tìm xác sư phụ đâu, tôi chỉ đang nghĩ là sư phụ trốn ở đâu thôi. Có nghe gì không? Bây giờ cậu mới có cảm nhận sao? Tính sao? Cứ chờ coi sao. Đã bước tới gần. Ê, là sư phụ nè. Sư phụ. Sư phụ. Ê, nhỏ tiếng một chút đi, có cần đưa micro cho hai đứa không? Sư phụ không sao thì hay quá. Sư phụ chưa chết được. Tại sao sau vụ nổ đó sư phụ lại không sao chứ? Cũng may có thùng nước, sư phụ nhảy vô đó, nếu không là chết chắc rồi. Vậy thầy trốn ở đâu chứ? Sao còn bảo với tụi con? Đồ Đông Hải không thấy xác của sư phụ, chắc chắn sẽ theo dõi các con. Ủa, Thập Tam Muội đâu? Ở bệnh viện. Chẳng ở với ai? Tiểu Nam Tiểu Bắc thôi. Hả? Con Ý Y hay cô gái canh chừng cổ sao? Không phải, dân tán dốc có tới tìm họ. Bây giờ là lúc nguy hiểm nhất đó, tới bệnh viện đi.
sư phụ vẫn không khỏe cho lắm, tính sao đây? Đành chịu thôi, thân cũng tổn thương, tâm cũng tổn thương. Thôi đi, hay là mua đồ cho sư phụ ăn đi. Sư phụ có chịu ăn đâu. Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thức ăn của bệnh viện chắc chắn sư phụ ăn không quen. Hay là luôn tiện mua chai xịt dưỡng ẩm cho tôi đi. Ừ, còn mua gì nữa không? Mặt nạ mắt, cô nhìn tôi đi, tôi đến quần mắt cũng thâm hết rồi, nhớ lại son giữ môi nữa. Dọn hết cả tiệm mỹ phẩm cho cô nha, chịu không? Càng tốt. Cô phải điên rồi không? Ở lại canh chừng sư phụ đi, đừng nên để ai vô trọng. Dần tán dốc sẽ tới đó. Yes, madam. Ừ. Nhớ về sớm đó. Ừ. Tôi kêu anh đó. Làm rớt cây viết nè. Cảm ơn. Không có gì. Nè 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 nè, anh vô trỏng làm gì? Tới giờ bệnh nhân uống thuốc rồi. Lại uống, mới uống cách đây không lâu mà. Thêm thuốc thôi. Sao không nghe bác sĩ nói? Bình thường là cô Trần và cô Lâm mà. Họ đâu rồi? Cô Trần đã tan sở rồi. Còn cô Lâm có việc làm qua khoa khác rồi. Bây giờ chuyển tôi xuống đây. Nhưng từ trước tới giờ không hề đổi y tá mà. Không lẽ bệnh nhân cô uống thuốc cũng không cho uống hay sao? Hay là đợi ngày mai cô Trần tới mới đưa thuốc cho người ta uống? Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi báo cáo với bác sĩ, nói là người nhà của bệnh nhân không cho cô uống thuốc. Anh không cần hung dữ như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi rõ thôi mà. Vậy tôi vào được chưa? Vô đi. Tới giờ uống thuốc rồi. Vừa mới uống thuốc xong mà. Sao chứ? Tay dốc, bắt tên sát thủ đó lại. Trói hắn lại. Tay dốc, thấp hơn một cái đầu cũng đánh không lại. Cái gì đứng yên đó. Sư phụ. Sư phụ. Sao hả? Sư phụ còn sống sao? Bộ con muốn sư phụ chết hả? Sư phụ, con nhớ sư phụ lắm. Sư phụ, con nhớ sư phụ lắm sư phụ à. Được rồi, chỗ nào cũng không được đụng vào, đừng có nham nhở quá. Được rồi. Sư phụ còn sống thật đó. Sư muội, không sao, anh không sao. Vết thương sao rồi? Đau quá. Hả? Chỗ nào? Chỗ này nè, đau lòng lắm. Thương mà. Anh làm gì vậy? Anh không còn chỗ nào lành lặn nữa. Sao lại như vậy chứ? Em xin lỗi. Thật ra anh đã đi đâu? Em cứ sợ sau này không được gặp lại anh nữa. Em có biết là em lo cho anh lắm không? Biết. Cho nên anh nhất định phải giữ lại mạng sống về đây gặp em mà. Em
xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Không sao, chưa có chết được, từ từ sẽ lành lại. Ngoan, ngoan, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Anh hứa với em, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không rời xa em nữa. Luôn luôn ở bên cạnh em, ok? À, ngoan, anh hứa với em. Em không đụng anh nữa, em không đụng anh nữa. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nè, anh hứa với em hả? Nhưng mà bây giờ nguy hiểm nhất là em. Bởi vì Đồ Đông Hải nhất định không buông tha em. Em coi người của hắn tới có nhanh hay không? Em cũng biết là hắn không buông tha cho em rồi. Bây giờ hắn chưa biết là anh còn sống, cho nên anh phải tạm lánh một thời gian. Hãy tìm được cách đối phó hắn, anh mới tái xuất hiện hả? Ok, ngoan. Ý, cảnh sát tới rồi kìa. Anh nghĩ em phải cho lời khai, cho xong mới được đi hả? Ừ, được rồi. Anh sẽ ở bên cạnh em, lúc nào cũng ở bên cạnh. Anh tạm lánh mặt một lát, ok? Vậy đi. Ok, ngoan. Cẩn thận đó nha. Sếp Trần à, lấy lời khai xong chưa vậy? Những lời khai lúc nãy ghi lại hình như còn chuyện chưa nói ra. Tại sao sát thủ lại tới giết cô? Tôi làm sao biết tại sao sát thủ đó lại tới giết tôi? Cô Lan à, nếu cô còn che giấu, cảnh sát chúng tôi không giúp được cô đâu. Lần trước kho hàng bị nổ, có phải có liên quan tới sát thủ lần này không? Sếp Trần, hai người là cảnh sát mà. Hai người đi điều tra sẽ biết ngay, tôi làm sao biết. Không lẽ sếp muốn tôi chỉ sếp cách làm việc sao? Lấy lời khai xong rồi phải không? Nếu đúng như vậy, tôi đi thay đồ đã. Cô được xuất viện rồi sao? Bệnh viện này ngay cả y tá cũng có thể là giả còn ở nữa sao? Nhưng chúng tôi có thể bảo vệ cô mà. Không cần đâu, cảm ơn nhiều. Cẩn thận đó. Trả lời. Trả thêm lần nữa đi. Chắc chắn chỗ này bị thiếu một đoạn. Sao lại như vậy? Không đâu có, chỉ có đồng nghiệp của anh thôi. Đồng nghiệp của chúng tôi không lý nào. Vụ này do chúng tôi điều tra mà. Giờ nghe tin thì tới đây, không ai nhanh hơn chúng tôi đâu. Vậy thì không biết chuyện gì nữa. Họ mang theo giấy tờ tới đây mà. Chép toàn bộ đoạn phim hơn đây cho tôi đi. Ok, không phải vấn đề. Cô lại coi chừng, tôi đảo một vòng trước đây. Yes sir. Sếp Lương. Ủa, sếp Trần, tình cờ chị? À không, ở đây có một vụ án. Còn anh, tới đây làm gì? À không, mới theo dõi một vụ án nên luôn tiện tới đây coi thôi. Luôn tiện tới bệnh viện coi hả? Coi cái gì? Tới bệnh viện đương nhiên là khám bệnh rồi. Vậy mà anh cũng phanh phui. Có những căn bệnh không tiện nói ra mà. À phải rồi sếp Trần, tới đây theo dõi chuyện gì vậy? Ở đây có một vụ cố ý giết người. Nhưng mà tôi phát hiện camera theo dõi hôm nay có chút vấn đề, có lẽ đã bị người ta phá hư. Ê trời, sao lại như vậy chứ? Số liệu bị xóa của camera, nếu bị những đoạn phim khác chồng lên, khó phục hồi lắm. Sếp Lương à, sao anh biết bị những đoạn phim khác chồng lên vậy? Tôi chỉ nói là bị người ta phá hư thôi mà. Muốn phá những thứ trong camera theo dõi, tính tới tính lui, cũng chỉ có mấy chiêu này thôi. Không biết là anh có biết cách nào có thể lấy lại đoạn phim đó không hả? Những chuyện trình độ cao như vậy, anh đem về kêu phòng kỹ thuật làm đi. Ê, đau bụng, đi khám nha, hả? Không phiền anh. Cẩn thận nha sư phụ. Từ từ thôi. Ở bên kia kìa, sư mẫu. Xong hết rồi. Xuất viện được rồi sư phụ, đi. Cửa ở đằng kia. Sư phụ. Hả? Tiểu Nam nói có thể xuất viện rồi. Nè sư mẫu à, tụi con tìm được một chỗ mới, tạm thời an toàn lắm. Bây giờ đi sư mẫu đi. Sư phụ đang tìm gì vậy? Có thể cổ đang tìm người này. Trời, sư phụ lại đổi tạo hình sao? Lần này là công nhân vệ sinh sao? Này còn dai nào cũng kinh tởm. Ý, chính vì muốn tránh tai mắt của người khác. Sư phụ à, thật ra xung quanh toàn là cảnh sát, an toàn lắm. Sư phụ cần gì làm cho bản thân không ra gì vậy chứ? Chính vì muốn tránh mặt cảnh sát. Trong số các cảnh sát, Trần Tiểu Long cũng đáng tin lắm.
Chính vì sư phụ không muốn liên lụy cậu ta. Ông sợ sếp Lương sẽ hại anh ta. Nè, chúng ta không biết sếp Lương có thế lực cỡ nào trong sở cảnh sát, cũng không biết có bao nhiêu kẻ biến chất. Mau chóng tránh tầm nhìn của họ, tìm chỗ lẩn trốn, sau đó từ từ tìm cách mới phản công lại hả? Đi thôi. Đi. Từ từ thôi. Cẩn thận nha. Bấy lâu đồ Đông Hải mượn những bức tranh để rửa tiền, hàng qua tay bên mua bên bán. Sau khi qua tay, tiền dơ lại thành sạch. Ông ta đứng chính giữa Hữu Hoa Hồng. Bức tranh là chứng cứ. Nhưng mà bây giờ chứng cứ đã không còn nữa. Sư phụ à, tức là bây giờ chúng ta quanh tay đứng nhìn bọn chúng chạy thoát sao? Đương nhiên là không. Sư phụ nhất định phải điều tra lai lịch của chúng, tung lưới bắt gọn chúng. Nè, anh đừng quên, đám người hợp tác với hắn là xã hội đen ở Thái Lan đó. Thầy trò tụi em xém chút bị chúng hại chết. Em quên rồi sao? 20 năm trước trong trận quyết đấu của sư thúc, chúng ta từng gặp đám người này. Lúc đó bọn chúng đã không sợ cảnh sát rồi. Không ngờ bây giờ lại hợp tác với họ đồ. Đám người đó chỉ có mạng hàng thôi, đối với chúng không có lợi. Nè, vậy bây giờ sư thúc ông hướng vô danh giải quyết giùm chúng ta có được không? Khổ nỗi sư thúc ông mất tích rồi. Ông ta không muốn gặp cậu thì cậu khó lòng tìm được. Nước xa không thể cứu lửa gần, tìm cách khác còn hay hơn. Con có suy nghĩ, kẻ tung tin cho chúng ta thật ra là ai? Người đó kêu chúng ta đi tìm số tranh này, thật ra là muốn chúng ta biết chứng cứ phạm tội của đồ Đông Hải thôi. Có nghĩa là người này là kẻ thù của đồ Đông Hải. Nếu chúng ta có thể tìm được người này, sẽ có thể hợp tác với họ ngay. Khổ nỗi trước giờ người này vẫn không xuất hiện. Còn một cách nữa. Là cách gì? Đồ Đông Hải và sếp Lương đã thu thập rất nhiều số liệu trên mạng của cảnh sát. Có nghĩa là chúng đổi qua rửa tiền trên mạng rồi. Nếu đồ Đông Hải muốn rửa tiền trên mạng, chỉ cần tôi có thể thâm nhập được máy chủ, sẽ có thể biết hết kế hoạch của chúng. Nhưng bây giờ chúng ta làm sao có thể quay lại công ty chứ? Cũng không hẳn. Tôi nghĩ ra một người có thể sẽ giúp được chúng ta. Hả? Dorothy. Simon, có gì không? Tôi thấy tới giờ ăn trưa rồi. Định hẹn cô cùng đi ăn cơm thôi. Xin lỗi, anh mới nói gì? Tôi nói thấy tới giờ ăn trưa, định cùng đi ăn cơm với cô. Xin lỗi nha, tôi bận lắm, không thể đi được. Bận mấy cũng phải đi ăn chứ. Tôi đang giảm cân. Tôi không ăn đâu. Ok, không sao, tôi đợi cô. Tôi không biết anh phải đợi bao lâu nữa đó. Không thành vấn đề. Alo, thoải mái, anh ở đâu vậy? Cả thế giới đang tìm anh đó. Tôi biết, cho nên bây giờ tôi muốn nhờ cô giúp tôi. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ quán bar cho cô. Gặp mặt mới nói đi. Không thành vấn đề. Ý, cô phải đi ăn trưa không? Xin lỗi nha, tôi có chuyện phải đi trước. Anh ăn một mình đi. Cho hỏi có phải cô Dorothy không? Ừ, phải. Cái này là của anh Tiêu để lại cho cô. Cảm ơn. Phải lên phòng nói bí ẩn vậy. Kêu mình tới khách sạn kỳ lạ khó hiểu. Không biết bày trò gì nữa đây. Mà thôi, mình đi cho rồi. Nhưng có thể ảnh tìm mình có chuyện quan trọng lắm. Thôi được, nếu như ảnh dám làm bậy, mình sẽ không khách sáo với ảnh. Sao anh hẹn tôi tới khách sạn vậy? Muốn cho cô coi con người thật sự của tôi là như thế nào. Trời, anh muốn gì chứ? Cô biết tôi là một chuyên gia bài phế. Con biết tôi từng là một huấn luyện viên thể hình. Nhưng thật ra lúc trước tôi có nói với cô tôi là một tên bịp. Đó là thật. Ngồi đi. Thank you.
Bao nhiêu năm qua, thầy trò của chúng tôi phiêu bạt khắp nơi, đi khắp nơi để lừa gạt nhiều người. Cũng may, bao nhiêu năm qua tính tới giờ phút này, chúng tôi vẫn lành lặn bình yên. Nhưng mà bây giờ chúng tôi gặp một nguy hiểm rất lớn, nhiều khi có thể mất luôn cả sinh mạng. Có một kẻ thù bấy lâu truy đuổi thầy trò chúng tôi không buông, từng có vài lần xém chút chúng tôi chết trong tay của hắn. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đang tìm một cách. Nếu như mà kế hoạch thành công, chẳng những thầy trò của chúng tôi có thể thoát nạn, thế gian này còn bớt được một kẻ xấu. Anh kêu tôi tới đây nói chuyện nãy giờ là muốn kể chuyện cho tôi nghe sao? Tôi muốn cô giúp tôi. Giúp anh? Dữ liệu đối phó kẻ xấu nằm trong máy chủ của công ty. Cả đám chúng tôi rời khỏi công ty rồi, cho nên người duy nhất có thể giúp được chúng tôi chính là cô. Anh muốn tôi lấy cắp dữ liệu của công ty cho anh? Tôi dựa vào đâu tin những gì anh nói là thật chứ? Dựa vào niềm tin của chúng ta bấy lâu nay. Tôi hy vọng là cô có thể tin tôi. Hay là cô thử suy nghĩ lại đi. Tôi không ép cô đâu. Không cần đâu, tôi trả lời anh ngay bây giờ. Tôi giúp anh. Anh coi tài liệu ở đây có đủ hay chưa? Cảm ơn. Ừ. À, Dorothy, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi? Không ăn đâu. Uống trà chiều. Không uống đâu. Vậy thì ăn tối nha. Đã nói không ăn rồi. Hôm nay tôi đang bị kẹt, anh đừng làm phiền tôi nữa. Ờ, ok, vậy tôi đi nha. À, đám đàn ông đúng là luôn sợ phụ nữ tới kỳ. Alo, thoải mái. Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho rõ. Những chuyện cô cần phải làm giùm tôi là tới phòng máy chủ của bên phòng kỹ thuật, vô trong đó ăn cắp hết toàn bộ dữ liệu ra, đưa cho Tiểu Nam phân tích. Chiều nay là khoảng thời gian ít người qua lại nhất, cô có thể đi thăm dò trước. Muốn biết đám người này đang làm gì thì phải dựa vào những dữ liệu này, trông cậy vào cô. Tôi hiểu. Nếu không được thì đừng tới làm nữa. Xong rồi. Simon, chỉ có một mình anh thôi sao? Phải, mọi người về hết rồi. Bây giờ chỉ có thế giới riêng của tôi và cô thôi. Ngồi xuống đi. Tôi có pha chút trà sâm cho anh uống. Sao lại tốt bụng pha trà sâm uống vậy chứ? Tôi thấy mọi người cực khổ, định bồi bổ cho mọi người thôi. Vậy có cái gì đó chia bồi bổ cho mỗi một mình tôi hay không? Trà sâm thì phải uống nóng. Xin lỗi nha, anh cầm giùm tôi đi. Xin lỗi nha. Trời, anh cầm giùm tôi. Xin lỗi nha, để tôi lau giùm cho anh. Để tôi lấy ly khác cho anh. Đây là tiệm ăn gia đình của sư thúc ông của anh hay sao? Đây là nơi duy nhất cả hai có mối liên hệ. Vậy thì sao? Ông ta nói không tới thì không tới thật sao? Ông nói một là một, hai là hai. Công chừng suốt đời cũng không thể gặp được ông nữa. Có hay không? Không chừng ông đang theo dõi anh cũng không biết nữa. Sao lại nói vậy? Anh không cảm thấy rất trùng hợp hay sao? Tự nhiên anh cũng biết tìm tới nơi này. Dạo trước thì nói gặp ông vài lần. Có trùng hợp như vậy hay không? Thật ra suy nghĩ kỹ lại, không biết có đúng là trùng hợp thật sự hay là ông cố tình làm cho anh biết ông. Người ta là cao nhân đó, để anh đoán trúng sao?
Ông thích trốn thì trốn, thích theo dõi anh thì theo dõi anh. Không lẽ bây giờ không biết ông đã ở đâu đó theo dõi chúng ta sao? Ờ phải ha. Hay là anh nhảy một bài vũ thoát y, coi ông có xuất hiện nôn mửa không? Hay là cùng nhảy đi. Anh đừng mơ. Nè, coi bộ không có bên mối gì nữa. Hay là đi. Cũng được. Đâu mất tiêu rồi? Chắc chắn không thể đi xa được. Có khi nào xuống dưới kia không? Chúng ta đi coi thử đi. Ba à, ba không gặp anh ok thật sao? Không cần thiết như vậy. Chắc phải ba muốn dạy nghề cho ảnh hay sao? Ba không dạy ảnh, anh học cái gì? Dạy nhiều quá, chưa chắc tốt. Tức là ba không dạy ảnh nữa? Vậy thì chưa chắc. Thật ra ba muốn gì chứ? Tùy ý trời thôi. Trời, tùy ý trời, ý gì chứ? Nè ba à. Xin lỗi nha, tôi tới trễ. Không sao, con trai đợi con gái cũng là đúng thôi. Nhất là cô đây. Tới trễ cũng được nhận quà sao? Mở ra coi thử đi. Cái gì vậy? Lần trước tôi kêu cô lấy dấu tay của Sai Minh Dương là vì muốn làm cái này. Ổ khóa phòng máy chủ của công ty có 3 lớp nhận dạng. Ngoại trừ vân tay, còn có thân nhiệt và áp lực. Nếu cô muốn mở ổ khóa thì phải dán cái này lên ngón tay của cô. Sao hả? Cô tưởng tôi tặng cho cô cái khác sao? Đâu có. Không gì chứ, cô đã ghi hết tâm trạng lên trên mặt rồi. Anh đừng tệ quá, nói đến làm tôi như trong suốt vậy. Cái gì cũng bị anh thấy hết. Làm gì có. Ai nói không có, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt anh đã thấy hết rồi. Thực ra tôi rất cảm ơn cô đã giúp tôi nhiều chuyện. Bạn bè với nhau. Anh không cần suốt ngày nhấn mạnh chúng ta là bạn nữa. Thật ra anh không cần biết tại sao tôi giúp anh. Tóm lại anh lấy được cái anh cần. Tôi cũng lấy được cái tôi cần. Cái cô muốn lấy sao? Tuy anh quen biết nhiều bạn gái, nhưng cũng không có nghĩa là anh hiểu hết những gì mà tất cả phái nữ nghĩ ở trong lòng. Nhiều khi cái phái nữ cần là một cảm giác, không giống như con trai các anh. Coi ăn cái gì đi. Hôm nay tôi muốn cho bản thân mình nghỉ một ngày, ăn một bữa ngon. Nhân viên thành công. Không lấy được. Thì ra cửa của phòng máy chủ có 2 lớp nhận dạng. Ngoại trừ vân tay của Sai Minh Dương, còn có hình xăm trên cánh tay của hắn nữa. Lúc nãy tôi đã tận mắt nhìn thấy hắn dùng hình xăm trên cánh tay để mở cánh cửa, mới biết được thôi. Sao rắc rối vậy? Dorothy, sao em có vẻ buồn phiền vậy? Anh có thể giúp em cái gì không? Không, tôi đang suy nghĩ ăn cơm một mình phiền quá, không biết nên ăn cái gì nữa. Nếu hai người cùng ăn, có khi nào sẽ đỡ hơn không? Hai người à? Anh đây. Em thích ăn cái gì? Cái gì tôi cũng ăn, nhưng mà quan trọng nhất là được uống rượu. Anh biết có một quán bar
ở đó có rất nhiều loại rượu khác nhau để mà uống, đảm bảo em khó lòng quên được. Thật sao? Ừ. Hay là tối nay chúng ta cùng đi đi. Tối nay à? Đừng đợi tối nay nữa, hay là bây giờ đi đi. Bây giờ sao? Phải, anh nói xong tôi lại thấy bồn chồn. Ông chủ lại đi vắng, tại sao không chứ? À, cũng được, em nói bây giờ thì bây giờ đi. Lát nữa gặp nha. À, cũng được. Cảm ơn. Tôi và Sai Minh Dương đang ở quán bar. Tôi sẽ chuốc xe anh ta để lấy hình xăm. Chào, sao tới trễ vậy? Ôi trời, em còn nôn nóng hơn anh nữa. Anh mới chuộc được một chai rượu, bảo đảm em sẽ hài lòng thôi. Chà, đúng là nhiều lắm. Em muốn thử loại rượu nào trước? Tôi cảm thấy uống không thì hơi chán. Hay là chúng ta tù xì đi. Mình cá ly này được không? Rồi, ăn vẫn chưa ăn đã tù xì sao? Được, nghe lời của em thôi. Vậy tôi bắt đầu nha, tù xì. Mời. Thu hết. Anh hiếm khi tù xì lắm. Nhưng không sao, dám chơi dám chịu, anh uống. Vậy hay là chúng ta chơi trò phấn khích hơn đi. Anh có biết người Hàn Quốc thích nhất là uống cái gì không? Bon, chúng ta cá ly này đi. Tùy em thôi. Vậy anh trước đi. Anh trước có phải không? Vậy em lắng nghe nha. Ừ. 15 15. Ê trời, phải uống rồi. Dám chơi dám chịu, không lẽ ăn gian sao? À, uống thì uống, sợ anh sao? Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời lắm đó. Chúng ta được dừng lại chơi trò hào hứng hơn đi. Sao anh dành những trò này vậy? Bắt đầu từ khi anh đi học quá thì anh ngủ quán bar còn nhiều hơn ngủ ở nhà đó. Hơn nữa anh còn có một biệt danh là đó là vua tù xì đường lạc khắc. Thì ra là vậy. Nè, chúng ta cá tiếp ly rượu này đi. Em kêu trước đi. À, đôi. 10 5. Ôi trời ơi, là phải uống nữa rồi. Uống đi. À, nè, uống đi. Ơi, đừng uống nữa, đừng uống nữa. Em đã say rồi, không có gì chứ. Tôi không sao. Tiếp đi, tiếp đi. À, thôi tiếp đi. Em đã say rồi, hay là vậy đi. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút, chúng ta tâm sự đi. Chẳng có gì để nói hết. Chúng ta phải uống tiếp, anh phải uống. Thôi đi, nè. Hay là chúng ta đổi chỗ uống tiếp đi có được không? Cũng được. Đổi chỗ chúng ta uống tiếp. Tính tiền. Uống tiếp. Lấy điện thoại của em đi. Đây là đâu vậy? Ở chỗ này hả? Chẳng phải em muốn uống rượu sao? Thế để uống tiếp đi. Chẳng phải muốn uống nhiều nữa sao? Ở đây vui lắm có biết không? Có rượu uống sao? Có rượu uống nè. Em ngồi xuống đây một lát đi. Cẩn thận nha, từ từ. Em đợi anh. Ok. Anh đi lấy phòng. Làm ơn, cho một phòng đôi. Đợi một lát. Alo, thoải mái. Cô bị sao vậy? Giọng nghe kỳ lạ quá. Cô say rồi sao? Cô đang ở đâu vậy? Thì đang ở đây nè. Có mấy bóng đèn lớn. 1, 2, 3, 4. Cái salon lớn màu đỏ này đúng là dễ chịu lắm. Tăng lên, tăng xuống. Chẳng phải cô đang ở quán bar uống rượu sao? Cô đã đi đâu? Sai Minh Dương đâu? Quán bar này phải check in. Ngộ vô cùng. Check in? Cô đang ở khách sạn sao? Cô đang ở đâu vậy? Cô nhìn thấy cái gì? Chỗ này thì là chỗ bình thường anh hay tới đó. Nè, đây là đâu vậy? Đây là khách sạn Bảo Quang. Nghe rõ không? Khách sạn Bảo Quang đó. Cảm ơn. Khách sạn Bảo Quang? Có phải là khách sạn Bảo Quang không? Đừng gọi điện thoại nữa. À, chúng ta không gọi điện thoại thì làm gì chúng chứ? Chúng ta lên phòng chơi. Nè, cô cầm đi. Đeo vào. Nè, lên phòng thôi. Lên phòng thôi. Tới rồi. Nè, chỗ này vui lắm đó.
Đi qua bên kia, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Nè, ngồi xuống đi. Phục vụ phòng, cho tôi chai rượu vang. Phải rồi. Ừ, cảm ơn. Uống tiếp đi. Chúng ta ở đâu vậy? Có rượu không? Có không? Có không? Có phải sợ thua không? Tôi có rượu không? Tôi muốn uống không? Rượu chúng đâu? Chúng ta tiếp tục uống. À, buông tôi ra đi. Ngoan đi. Đừng có mắc cỡ mà. Anh làm cái gì vậy? Ngoan đi, chúng ta khởi động trước đi. Lát nữa đồn sẽ tới. Nè, hôn một cái đi. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Trời, làm tôi dơ dáng bẩn thỉu. Được rồi, lát nữa tắm xong mới từ từ chơi với cô. Thiệt tình. Giờ muốn chết luôn. Cảm ơn. Cách đây khoảng 15 phút có phải có một người đàn ông dẫn theo một cô gái say khướt tới đây? Người đó họ Dương, họ ở phòng số mấy vậy? À, xin lỗi nha, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của khách được. Nhưng cô gái đó đang gặp nguy hiểm. À, hay là cô giúp tôi đi. Cô là người này nè, cô nhìn đi. Xin lỗi nha, tôi nghĩ tôi không thể giúp được anh. Có phải lúc nãy có người dẫn cô gái này lên phòng không? Ờ, tôi có gặp. Cô còn hỏi tôi đây là đâu nữa. Họ ở phòng số mấy vậy? Ờ, chuyện đó chúng tôi không thể nói được. Ê, anh làm ơn đi. Phòng 308. Cảm ơn anh. Ê, anh tắm xong rồi. Tên lực của em tắm đó. Ý trời, giờ hết rồi. Để anh làm sạch giùm em nha. Trời ơi. Ê, nè, anh dẫn em đi tắm. Tên lực em tắm rồi. Đừng có vậy mà. Nè, đừng có đi mà. Đừng đi, đừng đi. Nè Đô Đô Thi, anh tắm giùm cho em nha. Đi. Tôi... Đừng mắc cỡ tôi... mà. Đừng có mắc cỡ. Ai đó? Phục vụ phòng. Ồn ào muốn chết được à? Lắm rồi. Đô Đô Thi, Đô Đô Thi. Sao ở đây vậy, thoải mái? Tôi tới tìm cô thôi. Tôi không tới cô đã bị hắn làm thịt rồi. Không sao đâu, đi thôi. Hình xăm đó, đừng uổng công vô ích. Đi thôi. Nè, tôi ẩm cô. Có đau không? Không đau, chuyện nhỏ thôi. Lần này có lỗi với cô quá. À, bây giờ không có gì. Cũng may là anh tới kịp lúc. Cô cũng kỳ, cô là phụ nữ mà. Sao cô lại có thể dụ dỗ những tên hủ chìm này chứ? Lại còn thiếu uống rượu với hắn. Lần sau cô có thể nói trước với tôi mà. Chắc chắn còn cách khác. Thật ra hôm nay tôi mới phát hiện, tôi không kiên cường như tôi đã nghĩ vậy. Nếu có một người giống như anh vậy, bảo vệ tôi, lo cho tôi, thì tốt quá. Ờ, Đô Đô Thi à, khuya rồi, tôi đưa cô về nhà. Không cần đâu, tôi tự mình đón taxi được rồi. Nhưng mà... Người ta đã nói là tự đón taxi rồi, anh còn muốn gì nữa? Có cần tiền tới tận nhà mới chịu không? Dân quê mùi như cô đúng là. Lúc nãy cô ấy gì muốn tôi giúp chúng ta? Tôi không sao thật mà. Hai người đã lấy được cái hai người cần rồi. Nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành. Tôi đi trước nha.
Nè. Nè, anh định làm sao giải thích với Tiểu Bắc? Tôi cảm thấy không cần phải giải thích. Tôi và cổ không có gì. Không có gì, không có gì sao lại ôm chặt nhau? Cô đúng là vẫn quê mùa. Lúc nãy Đô Đô Thi Diễm muốn giúp chúng ta, xém chút bị Sai Minh Dương lợi dụng. Cô thì làm ơn mất quán. Tôi có nghĩ xấu về cổ không? Tôi chỉ nói anh bay bướm thôi. Cô vừa thôi nha, cô nói gì vậy? Từ đầu chí cuối tôi chỉ yêu một mình Tiểu Bắc thôi. Tôi và Đô Đô Thi là bạn. Anh nghĩ như vậy thôi, anh làm sao biết người ta nghĩ gì? Tôi không cần biết. Tóm lại tôi cảnh cáo anh rồi, nhất định hiện giờ tình hình căng thẳng, anh đừng bày thêm trò gì nữa. Vậy đi. Dương Lân, sao khuya vậy? À không, công ty tăng ca thôi, mệt lắm rồi, em lên trễ tắm cái đã. Đứng lại, dạo này tối nào cũng về khuya hết, công ty nhiều việc lắm sao? Bây giờ làm ăn khó khăn mà. Sao tai bị đỏ hết vậy? Có phải có người ăn hiếp em không? Không có, chuyện nhỏ thôi mà. Nè, đừng phiền em nữa. Nếu em không nói, anh đi báo cho ba biết. Đừng mà, đừng nói cho ba biết. Nếu vậy nói cho anh biết, thật ra có chuyện gì hả? Không, hôm nay ở công ty đúng lúc phải bưng hồ sơ, lại không có người phụ em, nên em sơ ý làm trúng thôi. Có phải có người đánh em không? Không có. Em mùi rượu nồng nặc, có người chuốc rượu em rồi đánh em đúng không? Anh điên quá. Cấp trên của em giữ lại tăng ca, sau đó chuốc em uống rượu rồi đánh em. Anh tưởng đóng phim sao? Nè Nhật Lan, ai dám động tới em gái của Đồ Đại Bảo này, anh sẽ bới tung mồ mã tổ tiên của người đó ra. Anh điên quá đi, em không dư hơi như anh. Em về phòng trước đã. Nè Nhật Lan, anh chưa nói xong mà. Tin tức hắn, gum tin tức gu phu, mùi yêu lịch vong hoa. Pin tin ai ăn, sợ sợ tức quan thầu, yên mùi yêu hơi biểu ba. Sui yên hơi ngô pin tâm, phải tin gần bất sếp đòi gà. Sui hơi pa, là loài châu má, chung yà tô hà. Sui gà gung ngô tư lạp, mùi yên phan tâm, là hơi gió tin yà chạy, mong yêu hiên qua. Sui yêu yêu ngô tư hà, quan sát bùi phân tâm, hò tình hà.